trở về vấn tổ tìm tâm, là trở về với tiếng vọng của tổ tiên, là hồn thiêng sông núi, là khát vọng ngàn đời của những người con đất Việt, là thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Lâu nay, con dân nước Việt luôn hướng về đất tổ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Nhưng ít người biết, dịp tháng riêng còn có ngày giỗ thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương, là ông nội vua Hùng ở làng Á Lữ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 17 tháng riêng năm Nhâm Thìn, chúng con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng, gồm các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, từ trung ương đến địa phương, đông đảo đồng bào về đây tưởng niệm, tri ân công đức vì vua thủy tổ Việt Nam, đại đế Lạc Long Quân, hoàng hậu Âu Cơ cùng bá quan văn võ thanh hoàng bản thổ. Chúng con tâm khiết lòng thành, thắp nén tâm hương kính dâng tiên tổ. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, gặp một nàng tiên, lấy nhau. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam. Lộc Tục tự xưng là Kinh Dương Vương. Sinh thời, Kinh Dương Vương đi kinh lý khắp núi cao rừng sâu, biển xa nước Việt. Trên đường đi kinh lý, ngài qua đất Phúc Khang, làng Á Lữ ngày nay, phát hiện ra thế đất quý có tứ linh, long, ly, quy, phượng, có sông núi bao quanh, rồng trầu, hổ phục. Vì vậy, ngài đã đem những cư dân Việt cổ quy tụ về, lập nên những xóm làng đầu tiên. Vùng đất Phúc Khang bắt đầu trỗi dậy sức sống mãnh liệt và trở thành thánh địa của thị tộc, bộ lạc người Việt. Kinh Dương Vương lập nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất 2879 trước Công Nguyên, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Sau đó, Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra Sùng Lãm. Khi Sùng Lãm kế vị, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ và đẻ ra trăm người con. Người con trưởng được đặt tên là Vua Hùng, dòng họ Hồng Bàng truyền được 18 đời vua. Cứ theo truyền thuyết ấy, thì vua Hùng chính là cháu nội của Kinh Dương Vương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì chia ra làm hai phần. Phần chính thì có tên là bản kỷ, tức là những cái chương, những hồi, những đoạn chép một cách chính thức. Còn thì ngoại kỷ đặt lên trước ấy, là cái phần chép một cách dè dặt mà không coi là chính thức. Thế thì ở cái phần ngoại kỷ đấy thì Ngô Sĩ Liên nghĩ ra một cái kỷ mà ông ấy đặt tên là Hồng Bàng. Ngay cái chữ Hồng Bàng ấy, bản thân nó cũng đã nói lên Hồng. Ta thường thấy cái chữ Hồng này đi với cái thủa hồng hoang, thế tức là mờ ảo. Còn Bàng ấy thì là ở bên cạnh, Bàng Quan, Bàng Thính, như thế đấy. Vừa mờ ảo mà vừa là ở bên cạnh. Thì đấy là cái tên của cái kỷ gọi là kỷ Hồng Bàng. Trong cái kỷ Hồng Bàng đó thì bắt đầu bằng cái thế hệ, bằng cái đời là Kinh Dương Vương. Thì đấy, sự ra đời của cái kỷ Hồng Bàng, rồi thì đời Kinh Dương Vương, rồi đời Âu Cơ với Lạc Long Quân, rồi sinh ra Hùng Vương. Nó là một cái điều mà rất là mơ hồ và phụ
thôi, nhưng mà được đưa vào trong lịch sử để cho làm cái cớ cho những người đồng điệu với ông Ngô Sĩ Liên ấy, là muốn có ý thức về tự hào dân tộc, muốn có tinh thần vô tốn. Lịch sử bất cứ nước nào cũng bắt đầu từ kho tàng huyền thoại và truyền thuyết. Ghi nhớ đến những nhân vật huyền thoại đẻ đất, đẻ nước là sự tưởng niệm đến nguồn gốc xa xưa của tổ tiên, của cội nguồn dân tộc, là một nét đẹp trong đời sống tinh thần của con người. Kinh Dương Vương hay Lạc Long Quân Âu Cơ đều là nhân vật huyền thoại. Việc tìm thấy những khu lăng mộ cũng đều là chứng tích của những huyền thoại được các thế hệ về sau lịch sử hóa. Cái nhân lõi của lịch sử được văn hóa dân gian, được tín ngưỡng dân gian bao bọc ra ngoài, những mây mù của huyền thoại, những vàng son lộng lẫy của những thiết chế, những bia bảng hoành phi câu đối, và làm cho nó thăng hoa lên. Nhưng mà những thứ đó là cái vỏ bên ngoài, không phải là cái thực chất ở bên trong. Thực chất bên trong là cái lõi cốt của lịch sử. Thì trong văn hóa dân gian, trong tín ngưỡng dân gian, cũng như trong sách vở thư tịch và khoa học nghiên cứu lịch sử đều có, miễn là ta có phương pháp đúng. Và đấy là có tư duy lý tính để phối hợp với tư duy cảm tính để tạo ra một cái tư duy tổng hợp chính xác. Đứng trên đê thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhìn về phía con sông Đuống sẽ thấy một vùng cây cối tốt tươi. Những cây xà cừ cổ thụ, cành lá xum xuê, xòa bóng xuống khu lăng mộ của vua Kinh Dương Vương, vị thủy tổ mở ra các thời đại vua Hùng. Nhiều năm qua, người dân thôn Á Lữ đã trông nom, gìn giữ khu di tích này. Lăng Kinh Dương Vương được xây dựng từ lâu đời trên bãi đất cao bên bờ nam sông Đuống. Với ý nghĩa lịch sử văn hóa, ngay từ xưa, lăng đã được các vương triều xưa bảo tồn và tôn tạo, được xếp vào hàng miếu thờ đế vương các triều đại. Vào mỗi lần quốc lễ, nhà vua sai các quan đến tế rất trang nghiêm trọng thể. Ngoài khu lăng mộ, làng Á Lữ còn có đền thờ Kinh Dương, nằm phía tây thuộc xóm Bi. Cổng đền thờ Kinh Dương Vương có bốn chữ Hán đắp nổi: Thủy Tổ Đài Môn, có nghĩa là cửa đền thờ Đức Thủy Tổ. Đền thờ Kinh Dương Vương được gọi là đền thượng, gồm hai tòa tiền tế và hậu đường. Kiến trúc bộ vì trồng giường, chạm tứ linh. Bốn mái đao cong và đắp hình theo kiểu lưỡng long trầu mặt trời. Bên trong đền gồm gian giữa và hậu cung. Gian giữa bao gồm các bức hoành phi, câu đối, tương tự như ở các ngôi đền khác. Phía trong gian giữa là hậu cung, các bức hoành phi cổ, Nam Bang Thủy Tổ, thờ Kinh Dương Vương. Ngoài ra còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ. Năm 1993, Bộ Văn hóa ra quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Từ đó đến nay, khu di tích này được nhân dân thôn Á Lữ và tỉnh Bắc Ninh gìn giữ. Điều đáng quý, trong đền còn lưu giữ 18 bức sắc phong của các triều đại phong kiến. Trong đó, quý giá nhất là bức sắc phong năm Thiệu Trị thứ 6, 1846, và khá nhiều các cổ vật quý giá mà các đời vua mang về dâng hương lên Đức Thủy Tổ. Đời nhà Lý, tức là Lý Công Uẩn, làm vua đầu tiên đã mang đồ vật về đây dâng hương lên Đức Thủy Tổ, cái bát sứ hình chữ vương cánh cung. Đó là cái chữ, không phải là chữ Hán, mà nó là chữ soạn. Bốn góc, bốn chữ vương, trong đĩa có hình của trái đất vòng tròn. Bên phía sau của đĩa cũng bốn hình chữ vương. Giữa đĩa có đề hai chữ Đình Bảng, chứng tỏ rằng đời nhà Lý đã có đồ gốm sứ ở Đình Bảng thời tám đời vua Lý
đã sản xuất ra được gốm sứ để mang biếu tặng đền Thủy Tổ Kinh Dương Vương để lại cho đời sau con cháu chúng ta. Đây, cái bát này là bát hoa súng từ thời nhà Minh vào thế kỷ thứ 15, tức thời vua Lê, tức Lê Lợi. Thì vậy, triều vua Lê, Lê Lợi đã đánh quân Minh, đã mang đồ sứ về đây tặng cho nhà đền phụng sự. Hiện nay đồ vật chúng tôi vẫn giữ được. Cái bát thứ hai là cái bát của triều đại vua Lê Chúa Trịnh, tức là Chúa Trịnh người con gái Á Lữ lấy Chúa Trịnh và đã được phong là chính thất chính phu nhân. Sau khi bà đã trùng tu tôn tạo đền thờ và các đồ vật cúng tế, hiện nay cái bát này trong cái bát đề chữ Lội Phủ, tức là cung lội của triều đình vua Lê và Chúa Trịnh, cùng với lại các đồ thờ như lậm bia là những cái thời mà cách đây hàng 300-400 năm nơi đây chúng tôi vẫn giữ được. Nhớ ngày 18 tháng Giêng, ngày giỗ Thủy Tổ thiêng liêng nước nhà, dù ai xuôi ngược gần xa, tìm về bái yết xứng là đạo con. Mừng nay đất nước thanh bình, sơn hà cầm tú, trời nam một cõi, hội tụ muôn phương, cờ xí tung bay, trống chiêng vang vọng. Lễ hội Kinh Dương Vương 2012 được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng tại hai xã Đại Đồng Thành và xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Trung tâm lễ hội năm nay là lăng và đền thờ Kinh Dương Vương Lạc Long Quân Âu Cơ ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành. Năm 2012, lần đầu tiên lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức trên quy mô lớn. Năm nay là năm 4891 năm kỷ niệm ngày Thủy Tổ Việt Nam. Thì năm nay được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh, Phòng Văn hóa Thông tin cũng như Ủy ban nhân huyện Thuận Thành đã có những cái kế hoạch rất là cụ thể triển khai ngay từ đầu. Đối với kế hoạch triển khai cái lễ hội Kinh Dương Vương năm nay thì nói chung chúng tôi cũng đã thông qua tất cả các địa phương, hai địa phương là xã Đình Tổ và xã Đại Đồng Thành. Đơn vị trung tâm chúng ta hôm nay là tổ chức lễ hội là thôn Đá Nữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thế còn đơn vị phối kết hợp để tổ chức lễ hội là thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sáng ngày 17 tháng Giêng, trên mọi nẻo đường về lễ hội đông vui nhộn nhịp với hàng nghìn du khách, trên từng gương mặt hiện rõ niềm tự hào, thành kính và lòng tôn thờ ngưỡng vọng. Lễ hội Kinh Dương Vương năm nay đặc biệt hơn bởi được đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh về dâng hương khai hội. Đúng 9 giờ sáng, lễ hội được khai mạc trọng thể với nghi thức truyền thống và sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là lễ dâng hương trang nghiêm thành kính tại đền và lăng thờ Kinh Dương Vương. Hàng nghìn người dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thủy tổ dân tộc để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, xây dựng nước Việt Nam như ngày nay. Sau đó là lễ rước kiệu Thủy Tổ, kiệu Lạc Long Quân Âu Cơ từ đền xuống lăng và nghi thức tế lễ truyền thống. Dòng người đông đúc nườm nượp nhưng vẫn trang nghiêm thành kính. Nghi thức rước kiệu từ đền ra lăng, theo truyền thống đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Đoàn rước có các kiệu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, tổ chức tế lễ theo nghi thức truyền thống.
Theo thứ tự thì là có 3 ngày. Đó. Cái ngày thứ nhất tức là thờ cụ Kinh Dương Vương, trong đó có bài vị húy của nhà ngài, Lam Bang Thủy Tổ Kinh Dương Vương. Ngày thứ hai là Lam Bang Đại Đế Lạc Long Quân. Ngày thứ ba là Hoàng Hậu Âu Cơ. Đấy là 3 ngày để rước 3 vị Thủy Tổ Việt Nam. Trong việc lễ nghi thì rất là long trọng. Sau khi rước các đoàn đi rồi theo thứ tự, thứ nhất là cờ thần, thứ hai là lộc và tán thì che vào ngai của Thủy Tổ Kinh Dương Vương và Long Đình. Sau đó mới đến trống cái, trống con, chiêng và đoàn nhạc công đi theo trước. Sau đó rồi đến là nhân dân, là từ các cụ thượng cho đến đoàn coi như là tế tiếp tục theo sau, và cứ lần lượt từng ngai thờ của các cụ mà phân công theo hàng giáp để cử đi theo, coi như là, ví dụ như là giáp đông thì theo cụ Kinh Dương Vương, giáp nam thì là theo cha Lạc Long Quân, và giáp bắc thì theo mẹ Âu Cơ. Vậy cứ lần lượt như thế thì cái lễ hội nó rất là long trọng. Cái lễ hội này chỉ có đặc biệt là ở làng Á Lữ chúng tôi là lễ thờ Thủy Tổ, chứ không có một cái thôn nào mà được dự đất. Khu vực xung quanh đền và lăng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú và đặc sắc như cờ tướng, đu tiên, thi đấu bóng chuyền, biểu diễn rối nước, hát quan họ trên thuyền rồng với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, nhà hát tuồng Việt Nam. Ngồi rằng là ngồi tới dòng người hành hương về chiêm bái và tri ân đức Thủy Tổ mỗi lúc một đông, hòa mình vào dòng người chảy hội, nghe lại truyền thuyết để thêm tự hào. Đây thực sự là ngày hội văn hóa tiêu biểu với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật cách điệu nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích. Trong âm vang tiếng trống lễ hội cũng là dịp để người dân trong vùng và du khách cùng hướng về nguồn cội, tự hào tưởng nhớ và tri ân với Đức Thủy Tổ Việt Nam. Từ đó nhận rõ trách nhiệm lớn lao, đoàn kết, đồng lòng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh. Lễ hội Kinh Dương Vương thể hiện niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng trên cơ sở dòng máu huyết thống con lạc cháu hồng, hướng về nguồn cội của non sông đất nước ta trên đường đổi mới. Vì vậy, các hoạt động lễ hội cùng các di tích lăng và đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương đã thấm sâu vào trái tim khối óc, trở thành tình cảm thiêng liêng của những người con đất Việt.